anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước. Trong lúc người giải tán dân chúng, giải tán họ xong, người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến người vẫn ở đó một mình, còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy!" và sợ hãi la lên. Đức Giêsu liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ." Ông Phêrô liền thưa với người: "Thưa Ngài, nếu quả là Ngài thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài." Đức Giêsu bảo ông: "Cứ đến." Ông Phêrô từ thuyền bước xuống đi trên mặt nước và đến với Đức Giêsu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa Ngài, xin cứu con với." Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Hỡi kẻ kém lòng tin, sao lại hoài nghi?" Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy người và nói: "Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa." Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chiều hôm nay thì và chiều mai thì tĩnh tâm cho giáo khu Kitô Vua. Thì không biết là thì giáo khu Kitô Vua có ai hiện diện ở đây không nhỉ? Khi tôi đi thăm các giáo khu, giáo xứ chúng ta có 5 giáo khu, thì giáo khu Kitô Vua là giáo khu có địa bàn rộng nhất. Tiếp theo là giáo khu Thánh Thể. Thế nhưng giáo khu Kitô Vua cũng là giáo khu nhiều khó khăn, bởi vì đa số những người Công giáo ở những chung cư, mà vì vậy việc liên lạc và quan hệ biết nhau rất ít. Đồng thời thì nhà nào cũng đóng cửa thôi, có khi cũng muốn gặp thì muốn trao đổi, nhắc nhở nhau về đời sống đạo thì cũng không biết làm sao để có thể gặp được. Mà vì thế tôi thấy ông trưởng khu cũng như là các ông ở trong ban trách nhiệm của khu rất là vất vả, hy sinh nhiều. Và chính ở đây mà chúng ta cần có một sự liên kết. Tôi nghĩ 4 giáo khu còn lại của giáo xứ hãy cộng tác hỗ trợ thêm cho giáo khu Kitô Vua để hoạt động của giáo xứ của chúng ta được phát triển đồng đều. Khi nhận Chúa Kitô Vua làm bổn mạng, tôi nghĩ không chỉ là ở giáo khu Kitô Vua mà tất cả chúng ta, với bí tích rửa tội, chúng ta mang danh xưng là Kitô hữu, có nghĩa là chúng ta thuộc về Chúa Kitô. Thuộc về Chúa Kitô nghĩa là làm sao? Thuộc về Chúa Kitô có nghĩa là mang lấy suy nghĩ của Chúa Giêsu,
là sống theo ý muốn của Chúa và thành tâm lắng nghe lời Chúa Giêsu nói. Như vậy mới là thuộc về Chúa Giêsu. Với bí tích rửa tội, chúng ta thuộc về Chúa Giêsu và chúng ta còn được tham dự vào ba sứ mạng của Chúa Giêsu. Sứ mạng trước hết là gì nào? Tư tế. Sứ mạng thứ hai là ngôn sứ. Và sứ mạng thứ ba là vua đấy. Vua đấy. Thì ta sẽ tìm hiểu. Mang lấy sứ mạng tư tế nghĩa là gì? Thiên Chúa tạo dựng con người để thờ phượng Thiên Chúa. Thiên Chúa không cần chúng ta ca ngợi, nhưng được ca ngợi và thờ phượng Chúa là một hồng ân Chúa ban. Một lời cầu nguyện trong kinh Tiền Tụng diễn tả như vậy. Bởi vì Thiên Chúa đầy tràn rồi, Ngài không cần chúng ta ca ngợi, nhưng được ca ngợi Chúa là một hồng ân Chúa ban. Bởi vì khi chúng ta ca ngợi Chúa, cũng chính là ta nhận ra rằng cuộc đời của mình là một hồng ân. Cuộc đời của mình chỉ nhờ có Chúa mà ta mới có ngày hôm nay. Nhưng ca ngợi Chúa là vậy. Ca ngợi Chúa là một hồng ân, bởi vì ca ngợi Chúa là chúng ta được đến với Chúa, được gặp gỡ đấng là vua vũ trụ này. Thế vậy mà lại cho phép chúng ta gặp gỡ để nói với Ngài. Ta nhớ lại trong câu chuyện tạo dựng, khi Adam chưa phạm tội thì ông làm sao? Khi Adam chưa phạm tội thì mỗi buổi chiều Thiên Chúa cùng với Adam đi dạo trong vườn. Đi dạo trong vườn nó diễn tả một tình thân giữa Thiên Chúa và con người. Đi dạo trong vườn nó diễn tả một cuộc trò chuyện thân tình. Cái chữ ca ngợi, chữ ngợi khen, chữ thờ phượng ở trong tiếng Việt mình, cái tiếng Latin nó chỉ có một chữ thôi, adoratio. Adoratio có nghĩa là miệng kề miệng. Đi dạo với Thiên Chúa đấy là miệng chúng ta kề miệng Thiên Chúa, chúng ta nói với Chúa và Chúa nói với chúng ta. Cho nên thờ phượng, ca ngợi, tôn thờ là chúng ta đến nghe miệng Chúa nói và mình cũng mở miệng nói với Chúa. Cho nên giáo hội luôn khuyến khích và nhắc nhở chúng ta, mỗi khi tham dự thánh lễ, chúng ta đừng ngồi như những thính giả thụ động im lặng, mà chúng ta hãy cùng với chủ tế để có những lời thưa đáp nhịp nhàng. Nói cách khác, tham dự thánh lễ một cách ý thức, tích cực và đầy đủ. Bởi vì chúng ta gặp Chúa mà. Cái chức năng tư tế nữa. Khi Adam phạm tội thì con người không còn được làm bạn với Chúa. Chính vì vậy dân Israel phải thiết lập theo như ý Chúa muốn, thiết lập một chi tộc Lê-vi là một chi tộc lo việc thờ tế tự. Con người phạm tội, con người cần phải có những hành động sám hối và xin tha thứ. Và vị tư tế thực hiện cái hành động y tế đó, đó là họ giết những con vật
tại đền thờ Jerusalem như là một nỗ lực để thực hiện một hành động muốn tạ lỗi với Chúa. Thế nhưng những con vật đó không xứng hợp. Cho nên thư Do Thái đã diễn tả đó là Chúa không cần máu chiên, máu bò, mà là Chúa mong muốn chính con của Ngài. Không phải Chúa đòi hỏi mạng người con, mà là Chúa mong muốn một tâm tình vâng phục, một tâm tình hy sinh vì nhân loại. Cho nên hy tế duy nhất và hy tế có ý nghĩa nhất, không có cái nào thay thế được, là chính Chúa Giêsu chết trên thánh giá. Chúa Giêsu chết trên thánh giá trở thành hy tế để cứu độ nhân loại. Cái chết của Chúa Giêsu trên thánh giá để lôi kéo người ta đi vào trong vương quốc của Thiên Chúa. Chính vì thế ta tham dự vào chức năng tư tế của Chúa, có nghĩa là chúng ta trong cuộc sống hàng ngày của mình cũng phải hy sinh, mình cũng phải nỗ lực, bởi vì mang lấy ý Chúa chứ không phải ý muốn của mình thì đòi hỏi hy sinh rất nhiều. Để lắng nghe lời Chúa chứ không phải là lắng nghe những cái lời nào khác cũng đòi hỏi phải dành thời gian. Để hành động như Chúa mong đợi cũng phải hy sinh, bởi vì hành động như Chúa chờ đợi nó khác với những gì mà chúng ta muốn thể hiện bản thân mình. Chúa Giêsu là vua, có nghĩa là chúng ta tin nhận Ngài làm chủ cuộc đời của chúng ta. Chúa Giêsu là vua có nghĩa là đối với tôi, đối với cộng đoàn này, đối với giáo khu Kitô vua, không có một ai khác, không có một quyền lực nào có thể chi phối và đánh bật chúng ta ra khỏi Chúa Giêsu. Xác tín như thế thì ngày lễ Chúa Kitô vua mới có ý nghĩa cho đời sống cụ thể của chúng ta.